Ồ, đây anh em bò hầm này, đó cho con bò hầm này. Cái này nướng lên ăn. Nghe nướng ngon lắm mà chưa được nha, thưởng thức. À nó nướng rồi, giật em giật lên giật chín rồi á. Ấy. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Kéo 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 lên giùm. Chào các bạn và những anh em đam mê câu kéo. Hiện tại mình đang có mặt tại cảng Vũng Rô, Bè Nổi. Anh em tôi đang mớm toàn tập đây. Sáng giờ câu đủ các thể loại hết. Tôm sống có, câu đấy có, mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết. Đây, cần này mới có, cần này là câu tôm sống ấy. Tôm sống ấy. Câu bìa bên đây không có, hai cao thú chạy ra bìa bên kia luôn mà cũng chưa thấy động tĩnh gì hết. Hy vọng là chiều nó sẽ ăn mạnh. Là táo 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 đây, câu gần phích cá đây nè. Có đây luôn á. Này, cá này. Cá non mặt nước, dai mà để đâu ăn đâu. Này, có con trình nữa. Câu đấy sáng giờ là không thấy động đậy gì luôn nha các bạn. Đây là cá nâu trên mặt nước này. Mó có, ồ có con bò hộp kìa, ồ bò hộp chà bá kìa. Còn trốn mà trốn không? Đen dậy rút nó lại. Cá giò chưa thấy, cá giò cũng chưa thấy luôn. Ủa anh Thảo sao đâu, anh sao không, sao đâu mà cừ biết ơi, có cá không? Trước mặt là đều cá nha anh em. Ủa kìa. Kìa bự bự không á chứ. Ở đâu? À nó nuốt rồi, giật em giật lên giật chín rồi á. Ấy. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Kéo, kéo, kéo lên giùm. Bà đê. Nãy giờ mẹ con nó nãy giờ. Này, cuối cùng người ta đã lên được một con chân này. Coi, giờ móc nha. Lên móc cái mình rồi, hết móc cái đuôi đâu. Hết móc cái miệng đâu. Đây, một con chân. Đây là con thứ hai này, nãy giờ chị câu này. Chị ta câu này. Chất lượng làng á. Đây là cái lông người ta kéo đó này nha các bạn. Sau khi ta thu hoạch tôm xong kéo đó này. Còn tôm này, còn đậu tôm này ha. Đậu tôm hầm này. Đó. Bên trong này kìa. Tôm hầm đó. Sau khi lông người ta kéo đó nha em. Dùng vòi phun áp suất cao xịt cho nó bay những cặn bám ha, xịt gốc. Nhỏ muốn giật rầu mà theo đi á. Hiện tại là đang mớm toàn tập cho nên là phải dùng, phải triệt tiêu cá nhỏ, cái đồ gì cũng phải lậm hết. Bị đây chủ yếu nuôi tôm, nuôi 100% là tôm hùm nha anh em. Còn
con bộ rất là lớn á, khá là lớn á. Đây mặt trước này, còn phía sau nữa, toàn bộ nuôi tôm hùm hết. Đây cái lỗ phía trước đây là thả mồi xuống cho nó ăn nha các bạn. Đó, trước đây chạy hai cái lỗ này là tha thức ăn xuống cho nó ăn luôn á. Lòng chắc cách mặt nước chắc có tầm 5 đến 10 mét nước ạ. Không nhớ chính xác, mình không rành chính xác nữa, chắc mình đón con đấy. Rường này là rường tâm ti nè, cục rau này móc vô sẽ kiếm cá mó này. Không có cái dầu quê giờ câu cái, không có cái giò giờ câu cá mó. Dầu quê bữa bãi phù xéo mình có nhiều vậy mà, dầu quê nhỏ không? Nhỏ không anh? Nhỏ không. Cục rau này mới rồi, mới chia vô nè. Coi thử mấy con mó đây không? Cho tôm này để cho nó không ăn rồi á. Anh Lộc đang lên cá lớn, anh Lộc lên cá lớn. Liệt nhất. Đuôi nó chạy tốc. Cá bự không? Trời mượn cái số luôn anh. Kèm cái số vô đây em chút nữa em kèm vô luôn cho anh. Đây, cá của anh Lộc đây. Cạn cá. Con này là bự nhất con này anh. Dài con. Ồ, ngừ dài con à. Đúng ngừ đúng nào canh này. Lên hàng. Cầu sát cá cho ông. Cá liệt hả? Cá liệt. Cuối giờ rồi. Này. Cuối giờ thì coi cái liệt nhất không, lâu lâu nó làm con cho đỡ buồn. Chóng buồn ngủ quá. Đây, báo cá nè. báo cá này. Một xô này, coi. Xô. Cá này cá gì qua rồi anh Thảo? Cá sơn này, chua con nào con nấy út nút. Đây, một feet. Cá sơn. Một feet đây chẳng phải tầm 5-6 kg. Cá đó giờ làm chá anh em. Nhiều đây chắc 5-6 ký á. Wow, quá trời. Cùng đây thì được dài con chân, ba con chân. Yeah, ba con lực nhớ. Đây, một con này. Hai con. Cá. Đây được ba chân màu em nữa không, đây thùng đi, quá ít cá này mà đây thất bại, quá thất bại rồi. Ngồi được vài con à.